Thưa quý vị và các bạn, chợ cốc họp tại khu vực khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa tồn tại thời gian dài, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường, mỹ quan đô thị, gây bức xúc cho người dân. Từ 16 giờ đến 19 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, cả trục đường từ quốc lộ 1A cũ đi vào khu công nghiệp Hoàng Long, chật kín người mua kẻ bán, khiến cả tuyến đường trở nên ùn tắc. Về di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Thời điểm trước và sau giờ tan ca của công nhân, hàng trăm tiểu thương tràn ra lấn chiếm về hè lòng đường để buôn bán, thậm chí còn bày bán hàng hóa, thực phẩm, ngồi bán ngay giữa lòng đường, bất chấp việc tuyến đường có hàng nghìn công nhân đang di chuyển. Thực tế, tình trạng chợ cóc chợ tạm lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ tại khu công nghiệp Hoàng Long đã tồn tại nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương có biện pháp chấn chỉnh chỉ để thuận tiện cho bản thân nên cả người mua lẫn người bán vẫn thở ở ờ, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra. À, đúng rồi, có đây quá tiền đấy ạ. Tại vì ngồi trên xe cũng mua được hàng. Nói chung là nó tiện này vậy là tại vì công nhân ra vậy là người ta cũng dẹp đường cho mình đi. Công nhân đi về thì cũng hay ồn tắc. đề nghị công nhân chức năng ra giải tỏa cho công nhân lấy đường đi. Được biết, trước nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông của chợ cóc này, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đã nhiều lần đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp xử lý. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ động thái nào của các ngành chức năng có liên quan xử lý tình trạng này.